Xin chào các bạn nha. Dưới cái dòng sông này á, mình tìm rất là nhiều đá thạch anh nè. Anh trắng cũng có, thạch anh tóc cũng có, thạch anh vàng cũng có, rất là nhiều loại thạch anh khác nhau. Đây là cái cầu này, nước rất là chảy xiết. Vì nước chảy nhiều quá mình không dám lặn, lặn sợ nó trôi luôn người. Ở đây là cục đá mình mới tìm được, mình gom lại nè. Đây là thạch anh vàng này. Đây là thạch anh trắng này. Viên này có viên này rất là quái dị. Cái này là hoa văn của nó này. Không biết nó là cái gì. Để đem về lấy máy mài ra chơi. Mài đánh bóng lên chơi. Bỏ một bên đi. Đây là thạch anh tóc này. Đây là viên thạch anh tóc nha mọi người. Mình tìm thấy ở dưới sông này này có rất là nhiều đá luôn. Viên này để về cắt ra thử. Mình mới đặt mua cái máy cắt đĩa đánh bóng nữa. Mình về mài bóng lên mình chơi. Đá quý mà. Để cắt ra thử trong này có cái gì quý giá không? Cắt xong đánh bóng là phát hiện được có gì quý. Chỉ là tóc. Thì tóc nó đóng chỗ nào á mình cắt ra mài làm mặt nhẵn rồi đó. Đây cũng vậy nè. Viên này không có giá trị nhiều. Viên này nó là anh thường. Viên này nó giống như sapphire, mình đập thử. Mình không có đem máy theo mà mình đập nó thử. Bể này.